Quang ơi. Dạ mẹ. Việt Nam chiến thắng rồi, con với mẹ đi bảo nha. Đi bảo có phải là mình xem Việt Nam đá banh vào mùa mưa không mẹ? Ok, mẹ sẽ giúp con hiểu đi bảo lúc Việt Nam chiến thắng là như thế nào nha. Let's go. Vậy là Trúc An đã biết đi bảo là như thế nào rồi đúng không nè? Yêu con gái, Việt Nam chiến thắng nha.